test thực tế con xe máy điện VC02 của Zadia mọi người nhé. Hôm nay thì bên shop Rượu Hàng Bài sẽ test thực tế trên đường để xem liệu có tải con xe này có chạy được 75 km/h có đúng như trên đồng hồ không. Và thì mình sẽ nói qua một chút là con xe này được trang bị 6 bình ắc quy thế hệ thứ 3, bình 38A mọi người nhé. Bình rất là bự và lớn luôn, 6 quả bình. Đấy, 6 quả bình. Rất bự mọi người nhé, bình của Zadia. Đó. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ chạy trên đường nhé. Mọi người hãy theo chân mình để mình chạy trên đường con xe này. Ok. Quá phê mọi người ạ, quá phê. Và tốc độ tối đa của nó là 70 km nhé, 70 km khi có tải, quá dữ, ok.